trong tất cả mười phương cõi nước, nơi đó hết thầy sự trang nghiêm, khiến đạo tràng này đều hiện ra nhờ Phật oai thần nên được vậy. Trong tất cả mười phương cõi nước, trong hết thầy tất cả mười phương cõi nước của chư Phật, nơi đó hết thầy sự trang nghiêm, ở tại chỗ của Phật có hết thầy tất cả sự trang nghiêm. Khiến đạo tràng này đều hiện ra, bây giờ hết thảy sự trang nghiêm tại đạo tràng này đều hiện ra, Nhờ Phật oai thần nên được vậy, sao lại có cảnh giới này? Đây là do đại oai đức thần thông lực của Phật cho nên mới được như thế. Bây giờ Đại Bồ Tát chúng bảo Quang Minh Kế, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng rồi nói và kệ rằng. Lúc đó vì Đại Bồ Tát chúng bảo Quang Minh Kế, nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng rồi nói ra 10 bài kệ này. Thủa xưa khi Thế Tôn tu hành, thấy các cõi Phật đều viên mãn, sở thấy như vậy vô cùng tận, trong đạo tràng này đều hiện ra. Thủa xưa khi Thế Tôn tu hành, thủa xưa khi Phật tu hành tại nhân địa, thấy các cõi Phật đều viên mãn, thấy tất cả cõi nước chư Phật đều trang nghiêm viên mãn, sở thấy như vậy vô cùng tận. Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, sở thấy đều trang nghiêm viên mãn chẳng cùng tận. Trong đạo tràng này đều hiện ra, hiện tại Đức Phật thành Phật ở trong đạo tràng, đều hiện ra tất cả cảnh giới trong quá khứ. Thần thông của Phật rất rộng lớn, phóng, quang, mưa khắp, châu mani, tặng máu như thế dài đạo tràng, khắp cả mặt đất đều nghiêm lệ. Thần thông của Phật rất rộng lớn, Phật có sức thần thông biến hóa, rộng lớn, vô biên, phóng quang mưa khắp châu mani phật phóng quang mưa xuống khắp châu báu mani tạng báu như thế dài đạo tràng châu báu nhiều như vậy dài trên mặt đất tại đạo tràng khắp cả mặt đất đều nghiêm lệ chung quanh đạo tràng đều trang nghiêm mỹ lệ phước đức thần thông của như lai diệu báu mani khắp trang nghiêm mặt đất và cả cây bồ đề lần lượt phát quang âm diễn nói phước đức thần thông của Như Lai, phước đức và sức thần thông của Phật không thể nghĩ bàn. Diệu báu mani khắp trang nghiêm, dùng châu báu mani để trang nghiêm khắp mặt đất, mặt đất và cả cây bồ đề, mặt đất và cây bồ đề thụ vương đều có tác dụng. Lần lượt phát quang âm diễn nói, lần lượt hỗ tương phát ra ánh sáng và âm thanh ở trong quang mình diễn nói diệu pháp, đây là vô tình thuyết pháp đèn bóng vô lượng từ không mưa bảo vương xen lẫn để nghiêm sức thầy đều nói pháp âm vi diệu như vậy địa thần hiện hiện ra đèn bóng vô lượng từ không mưa có vô lượng vô số đèn báo mani từ không trung mưa xuống bảo vương xen lẫn để nghiêm sức đèn bóng và mani bảo vương hỗ tương xen lẫn để trang nghiêm đạo tràng thầy đều nói pháp âm vi diệu chẳng những mặt đất và cây bồ đề diễn nói phát được mà đèn báo và mani bảo vương cũng diễn nói pháp âm vi diệu như vậy địa thần hiện hiện ra như cảnh giới này là vị địa thần hộ trì đạo tràng hiện ra cảnh giới trang nghiêm đất báu hiện khắp mây sáng đẹp Đốt báo chiếu sáng như điện chớp lưới bóng bùa răng trùm trên không cánh báo sen tạp nghiêm sức đẹp Đất báu hiện khắp mây sáng đẹp, trên đất báu lại hiện ra khắp lại mây sáng đẹp. Đuốc báu soi sáng như điện chớp, ánh sáng của ngọn đuốc báu rất sáng lạng, phát ra ánh sáng giống như ánh sáng của điện chớp. Lấy báu bùa răng trùm trên không, lấy báu răng tre rất rộng lớn, che trùm ở trên đuốc báu. Cành báu sen tạp nghiêm sức đẹp, cành báu của cây bồ đề sen tạp nơi đạo tràng trang nghiêm rất đẹp đẽ các ngài hãy quán khắp nơi này đủ thứ châu bóng trang nghiêm đẹp hiện bày biển nghiệp của chúng sinh khiến họ biết rõ trần pháp tánh các ngài hãy quán khắp nơi này các vị hãy quan sát khắp nơi này đủ thứ châu bóng trang nghiêm đẹp đều dùng đủ thứ châu bóng phi diệu để trang nghiêm hiện bày biển nghiệp của chúng sinh ở trên mặt đất này hiện bày ra hết cày các nghiệp nhân của tất cả chúng sinh như là biển cả khiến họ biết rõ trần pháp tánh tại sao phải hiện thứ cảnh giới này vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch chân pháp tánh, tức cũng là tự tánh. Khắp hết mười phương tất cả Phật, hết thầy cây bồ đề viên mãn, thầy đều hiện ra trong đạo tràng, diễn nói pháp tịnh của Như Lai. Khắp hết mười phương tất cả Phật, hết thầy tất cả chư Phật trong mười phương, hết thầy cây bồ đề viên mãn, hết thảy cây bồ đề viên mãn trong mười phương thầy đều hiện ra trong đạo tràng hết thảy tất cả chư phật và tất cả cây bồ đề đều hiện ra ở trong đạo tràng diễn nói pháp tịnh của như lai đều diễn nói diệu pháp thanh tịnh của phật tùy tâm ưa thích của chúng sinh mặt đất vàng khắp diệu âm thanh như phật trên tòa diễn nói pháp mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ tùy tâm ưa thích của chúng sinh tùy theo sự ưa thích ở trong tâm của chúng sinh. Mặt đất vang khắp diệu âm thanh, khắp trên mặt đất đều vang ra âm thanh vi diệu khiến cho tâm chúng sinh hoan hỷ. Như Phật trên tòa diễn nói Pháp, giống như Phật ngồi trên tòa sư tử diễn nói Pháp, mỗi mỗi Pháp môn đều nói đủ. Thế thầy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều hiện ra nói pháp diệu âm, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp khai ngộ mà sớm thành Phật mặt đất luôn phóng quang diệu hương trong quang diễn khắp âm thanh tịnh nếu có chúng sinh tiếp thọ được đều khiến được nghe diệt phiền não mặt đất luôn phóng quang diệu hương phật nói pháp trong đạo tràng thường phóng ra hương quang khiến cho chúng sinh nghe hoặc thấy đều phát tâm bồ đề trong quang diễn khắp âm thanh tịnh ở trong diệu hương quang khắp diễn ra diệu âm thanh tịnh nói diệu pháp thanh tịnh nếu có chúng sinh tiếp thọ được nếu như có chúng sinh cơ duyên thành thục và có duyên với phật pháp mới tiếp thọ được đều khiến được nghe diệt phiền não hoàn toàn khiến cho loại chúng sinh này đều được lợi ích của sự nghe pháp làm cho tiêu diệt phiền não khi phật nói pháp tuy chúng sinh ở trong pháp hội song có duyên mới có thể nghe được phật pháp kẻ vô duyên chẳng nghe được phật pháp chúng sinh nghe được đều sinh tâm thanh lương chẳng có phiền não mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn, cho dù ước kiếp nói không hết, thần lực như lai khắp hết thảy, cho nên mặt đất đều nghiêm tịnh. mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn, hết thảy mặt đất trang nghiêm đều viên mãn thanh tịnh. cho dù ước kiếp nói không hết, cảnh giới trang nghiêm viên mãn này, dù ước kiếp nói cũng chẳng hết được. thần lực như lai khắp hết thảy, dòng thần thông dự dụng của phật, chẳng có nơi nào mà chẳng khắp cùng chẳng hiện hiện cho nên mặt đất đều nghiêm tịnh. Vì vậy cho nên tất cả mặt đất đều biến thành trang nghiêm thanh tịnh. Bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ, nương ngoại lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả đại chúng hài hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng. Lúc đó, vị Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ, nương đại oai thần lực của Phật, quán khắp tất cả đại chúng hài hội trong đạo tràng, rồi dùng kệ nói công đức của Phật thế tôn nghiêm nhìn nơi pháp đường chiếu sáng rực rỡ trong cung điện tùy tâm ưa thích của chúng sinh thần phật hiện khắp mười phương cõi thế tôn nghiêm nhìn nơi pháp đường mắt của phật sáng suốt tỏ rõ yên lặng bất động ở trên pháp đường chiếu sáng rực rỡ trong cung điện chiếu sáng rực rỡ trong cung điện của chư phật tùy tâm ưa thích của chúng sinh tùy thuận trong tâm hoàn hỷ ưa thích của tất cả chúng sinh. Thân Phật hiện khắp mười phương cõi, Phật hay làm cho chúng sinh mãn nguyện, nên mới hiện thân khắp trong mười phương pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được Phật, nghe được Pháp. Cung điện như lai không nghĩ bàn, tạng báo ma ni làm nghiêm sức, các đồ trang nghiêm đều sáng chói, Phật ngồi trong đó đặc thù nhất. Cung điện như lai chẳng nghĩ bàn, cung điện của Phật không thể nghĩ bàn vừa trang nghiêm vừa đẹp đẽ. Tạng báu mani dùng nghiêm sức, cung điện của Phật ở đều dùng châu mani để trang nghiêm tu sức. Các đồ trang nghiêm đều sáng chói, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đều phát ra đủ thứ ánh sáng nhiều màu chiếu soi rực rỡ. Phật ngồi trong đó đặc thù nhất, Phật ngồi ở trong cung điện hiển rõ đặc biệt, chiếu soi mười phương pháp giới. Mani làm cột đủ màu sắc, chuông bằng vàng thật như mây bùa thèm báo bốn phía bày thẳng hàng cờ nèo theo hướng đều mở rộng mani làm cột đủ màu sắc cột trụ ở trong cung điện đều làm bằng đủ thứ cho mani nhiều màu sắc chung bằng vàng thật bùa như mây dùng vàng thật để đúc chuồng và linh treo chung quanh mái cung điện giống như mây răng bùa thèm báo bốn phía bày thẳng hàng bốn phía thèm bực của cung điện mỗi cấp đều dùng các châu báu làm thành rất ngay hàng thẳng lối cửa nào theo hướng đều mở rộng bất cứ cửa lớn hoặc cửa nhỏ đều tùy phương hướng mà mở rộng rượu hoa màn thêu trang nghiêm đẹp cây cành lá bóng cùng nghiêm sức chuỗi ngọc mani dù bốn phía như là yên lặng ngồi trong đó rượu hoa màn thêu trang nghiêm đẹp dùng rượu hoa sen và tơ lụa để làm màn bóng trang nghiêm cây cành lá bóng cùng nghiêm sức cành lá cây báu sinh trưởng rất trang nghiêm mỹ lệ dùng để nghiêm sức chuỗi ngọc mani dùng bốn phía ở trong cung điện còn dùng châu báu mani làm chuỗi treo ở bốn phía như lai yên lặng ngồi trong đó phật ngồi trên tòa sư tử ở trong cung điện rất yên tĩnh và trang nghiêm mani làm lưới trang thơm đẹp đèn sáng trói rực như mây bùa che trên đủ thứ đồ trang nghiêm siêu kế tránh chi hồi trên tòa mani làm lưới tràng thơm đẹp dùng châu mani làm thành lưới và tràng báu thơm tho đẹp đẽ đều treo ở trong cung điện đèn sáng rực rỡ như mây buồn lưới mani phóng ra ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của đèn lại giống như mây trắng trong buổi trùng trùng vô tận ở trong không trung che trên đủ thứ đồ trang nghiêm lấy báu đó che ở trên đủ thứ đồ trang nghiêm siêu thế tránh chi ngồi trên tòa tránh biến trì vượt ra thế gian tức cũng là phật ngồi trên pháp tòa ở trong cung điện che khắp mười phương